những phương pháp điều trị vô khuẩn hoại tử chấm xương đùi. Hoại tử vô khuẩn chấm xương đùi nó sẽ được chia ra làm 4 mức độ và 4 giai đoạn. Thì tùy vào mỗi giai đoạn chúng ta sẽ có cái cách tiếp cận cũng như là cách chữa trị khác nhau. Nếu như chúng ta bắt đầu cảm thấy hơi đau khớp háng và được đi khám sớm và phát hiện ra sớm ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì hoàn toàn chúng ta có thể khởi đầu điều trị với thuốc, tức là điều trị bảo tồn, tập vật lý trị liệu và thay đổi thói quen sinh hoạt. Đối với trường hợp nặng hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành khoan giải ép lòng tủy và thậm chí là ghép xương có cũ mạch vào trong cái vùng mà thiếu máu nuôi. Tuy nhiên, nếu chúng ta phát hiện quá trễ ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4 và đã biến dạng cái chõm xương đùi rồi thì cái cách chữa trị ở giai đoạn này là thay khớp háng. Và lúc đó chúng ta sẽ phải tiếp cận cũng như là phải thăm khám để chọn ra được cái cách thay khớp háng, chọn ra cái vật liệu, chọn ra được cái khớp háng nhân tạo phù hợp nhất với bản thân mình. Đến tâm anh, phục hồi nhanh, về nhà sớm.